Đây. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2017. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, làm việc suôn sẻ. Hiện tại mình đang cùng với cả một mẫu chụp và buổi chụp ảnh rất là suôn sẻ. Một vài tiếng nữa mình sẽ up ảnh của ảnh lên, mong mọi người comment một cách nhiệt tình.